Đi đâu hết rồi? Ông đâu? Hôm qua chú bảo xem con lợn mà. Đàn lợn này của nhà ai đây? Thế á? Nhiều nhỉ? Cháu cho lợn ăn kìa. Từ sáng đến giờ chưa cho ăn á? Hả? Từ sáng đến giờ chưa cho ăn à? Đi học về à? Không, cháu ở nhà ngoài vừa mới vào đây không biết. Chắc à? Hôm qua bố ở bán mà. Tí nữa chú điện cho bố này. Chú quay quay cái đằng này phát. Đàn này bao nhiêu con đấy?